Triều Tiên chỉ trích Mỹ bội tín, đòi trả lại tàu ngay lập tức. Trong thông báo phát đi hôm nay 14 tháng 5, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, nước này phản đối các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm vào Bình Nhưỡng. Tuần trước Mỹ đã viện dẫn các nghị quyết này, để giải thích cho việc bắt giữ một trong những tàu chở hàng lớn nhất của Triều Tiên. Đây là hành động mở rộng, trong toan tính theo kiểu Mỹ nhằm tìm cách khuất phục chúng tôi, bằng việc gây sức ép tối đa, phủ nhận hoàn toàn tinh thần cốt lõi của tuyên bố chung Mỹ, chiều ngày 12 tháng 6. Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đề cập tới tuyên bố được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ, Triều lần đầu tiên ở Singapore năm 2018. Thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định Mỹ hoàn toàn sai lầm, nếu tin rằng nước này có thể kiểm soát Triều Tiên bằng vũ lực. Thông báo cũng cho biết Triều Tiên sẽ theo dõi sát sao thái độ của Mỹ trong tương lai. Mỹ nên suy nghĩ nghiêm túc về những hệ quả mà hành động cướp bóc của họ mang lại và trả lại tàu của chúng tôi ngay lập tức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9 tháng 5 cho biết con tàu Triều Tiên bị bắt giữ có tên Wysanut, trọng tải 17.600 tấn. Tàu này từng bị Indonesia bắt giữ vì vận chuyển than bất hợp pháp hồi tháng 4 năm ngoái và hiện bị Mỹ tịch thu. Tuy nhiên, giới chức Mỹ không nói rõ liệu có phải phía Indonesia giao con tàu cho họ hay không. Triều Tiên bị cáo buộc đã che giấu nguồn gốc của tàu Wysanut nhằm mục đích xuất khẩu hàng tấn than chất lượng cao cho các khách hàng nước ngoài, đồng thời nhập khẩu máy móc hạng nặng về Triều Tiên. Các động thái này bị coi là vi phạm nghị quyết trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc. Sau khi Mỹ bắt tàu hàng, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA ngày 10 tháng 5 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường hơn nữa năng lực của các đơn vị phòng thủ tại các khu vực tiền tuyến và tại mặt trận phía Tây để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến và giữ vững trạng thái chiến đấu tổng lực để đối phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Chỉ trích Hàn Quốc. Theo Yonhap, đài radio Bình Nhưỡng, một kênh truyền thông của nhà nước Triều Tiên, hôm nay tuyên bố quân đội Hàn Quốc không có quyền chỉ trích Triều Tiên về các vụ phóng tên lửa gần đây. Bình Nhưỡng khẳng định các vụ phóng này là hoạt động diễn tập quân sự, bình thường trong vùng biển của Triều Tiên. Cộng đồng quốc tế cùng Mỹ và Nhật Bản đã nói rằng, cuộc diễn tập không vi phạm cam kết của Triều Tiên về việc không phóng tên lửa tầm trung hay tên lửa đạn đạo liên lục địa, radio Bình Nhưỡng cho biết. Sau vụ phóng đầu tiên hôm 4 tháng 5, quân đội Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên dừng leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho rằng động thái này của Bình Nhưỡng đã đi ngược lại với tinh thần của thỏa thuận quân sự liên Triều được ký hồi tháng 9 năm ngoái. Đây là lời trách móc trơ tráo từ những người không có quyền nói về thỏa thuận liên Triều khi chính họ đã vi phạm trắng trợn thỏa thuận quân sự Hàn Triều thông qua những hành động thù địch bí mật với Mỹ. Radio Bình Nhưỡng tuyên bố, phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc gần đây. Theo Radio Bình Nhưỡng, Triều Tiên sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn trước các động thái của Hàn Quốc nhằm đổ lỗi bất công lên Triều Tiên, đồng thời cảnh báo nếu quân đội Hàn Quốc tiếp tục nói những lời vô nghĩa như vậy, họ sẽ càng đối mặt với nhiều sự chỉ trích. Thành Đạt. Tổng hợp. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.